Xin chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là ẩn ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại là iPhone nhé mọi người nhé. À, ví dụ như chúng ta cho con cái mượn điện thoại và chúng ta không muốn con cái chúng ta chơi game chẳng hạn. Đó, ở đây thì mình đang có 4 cái tựa game và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta ẩn những cái game này khỏi điện thoại chúng ta nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ giữ liệt vào một cái ứng dụng game này. Đây, mình sẽ di chuyển này. Đó, và tất cả những cái ứng dụng game mà các bạn muốn ẩn nó đi thì các bạn sẽ di chuyển sang một cái trang mới cho mình nhé. Đây, mình sẽ thả ra này. Đó, ở đây thì mình đã tạo một cái trang mới ở trên điện thoại mình là chuyên chỉ có game thôi. Đó, tiếp theo các bạn nếu mà dùng iPhone X thì chúng ta sẽ vuốt từ trên xuống nhé mọi người nhé. Còn iPhone 8 như của mình thì các bạn sẽ vuốt từ dưới lên. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần là tập trung nhé. Chúng ta sẽ chọn vào. Rồi, ở đây có phần dấu cộng là tùy chọn tập trung mới thì các bạn sẽ chọn vào cho mình nhé. Đây, ví dụ như là chúng ta có thể là tùy chỉnh tạo luôn cái tập trung cho mình là một cái tập trung mới. Ở đây mình viết là văn thật chẳng hạn nhé. Rồi chúng ta có thể là chọn màu sắc này và icon nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái trái tim này. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ kích vào phần là tiếp nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là tùy chỉnh chế độ tập trung. Đó, rồi mình sẽ kéo xuống này. Ở đây là tùy chỉnh màn hình chính, mình sẽ kích vào chọn nhé. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình ba cái màn hình chính, có nghĩa là chứa các ứng dụng của các bạn không muốn ẩn. Còn ví dụ như cái ứng dụng game này thì mình không chọn, thì mình sẽ ẩn nó đi, mình ấn vào xong này. Đó, bây giờ mình sẽ thoát ra bên ngoài nhé. Lúc này cái game của mình nó vẫn còn ở trên điện thoại. Đó, các bạn sẽ vuốt từ dưới lên để vào cái chế độ tập trung cho mình. Các bạn sẽ chọn vào tập trung này. Ok, thì đây mình sẽ chọn vào cái chế độ là văn thật luôn nhé. Rồi mình sẽ thoát ra bên ngoài này. Đây, mình thoát hẳn ở bên ngoài này. Đó, thì lúc này ngay lập tức là những cái ứng dụng game ở trên cái chiếc điện thoại của mình nó sẽ bị ẩn khỏi cái màn hình chính nhé mọi người nhé. Và bây giờ các bạn nếu mà muốn truy cập thì các bạn phải vào cái phần là thư viện ứng dụng để chúng ta tìm nhé mọi người nhé. Thì nó sẽ hiện ở trong cái phần thư viện ứng dụng này. Đó, ở ngoài màn hình chính thì không có nhé mọi người nhé. Rồi, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể ẩn ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại iPhone. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình like đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.